Theo thống kê từ Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, có khoảng 4,7 triệu địa chỉ IP của Việt Nam thường xuyên nằm trong các mạng mã độc lớn. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ban ngành thực hiện nghiêm túc chỉ thị 14, bảo đảm có giải pháp phòng chống mã độc, bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới giải pháp phòng chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng thông báo về cơ quan chức năng có liên quan của bộ thông tin và truyền thông trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cục an toàn thông tin để có biện pháp xử lý kịp thời giảm thiểu thiệt hại